Đây là dòng sản phẩm pin kìm Ankalay 1.5V hay còn gọi là pin đũa 3A, sản phẩm chính hãng Sony Nhật Bản và có xuất xứ tại Indonesia. Phía sau vỉ pin có ghi rõ thông số và thời gian lưu trữ kéo dài của pin này là 8 năm. Đây là một dòng sản phẩm pin không sạc, chúng ta xài xong sẽ hủy luôn. Sản phẩm với mã Sony LR03 hay còn gọi là Sony AM4, kích thước của mỗi viên pin khoảng 10mm x 42mm cho một viên và điện thế 1.5V. Đây là hàng chính hãng Sony, được đóng gói một vỉ 2 viên và đóng một hộp 10 vỉ như thế này. Sản phẩm có bán tại địa chỉ 1165 Trần Đạo, phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi có giao hàng tận nơi toàn quốc, dù chỉ một vỉ cũng giao, giá giảm cho khách mua số lượng nhiều. Vui lòng gọi 0909 911 096 hoặc 0903 352 340. Xin cảm ơn.